Kim Duyên bất lực với áp lực dư luận trước chung kết. Mấy bạn đừng vào like mình chửi lộn, xin mấy bạn luôn đó. Trời ơi mấy bạn ơi, like của mình để nói chuyện với mọi người. Mấy bạn đừng vào like của mình chửi lộn, chửi toàn mấy cái từ. Xin mấy bạn nữa, mình gần thi rồi. Kim Duyên đã gần hoàn thành hành trình chinh chiến quốc tế của mình tại Miss Supranational 2022, để lại nhiều dấu ấn, song Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019, cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ netizen trong nước. Người đẹp gây chú ý khi phản ứng lại những bình luận kém duyên trên mạng. Cụ thể, trước khi thực hiện vòng thi trang phục dân tộc, Kim Duyên đã có buổi giao lưu với khán giả nước nhà. Tuy nhiên, trong livestream của nàng hậu, nhiều anti-fan đã vào và để lại những bình luận tiêu cực. Sau khi đọc được những lời này, mỹ nhân gốc Cần Thơ không kìm được cảm xúc. Người đẹp nói, các bạn đừng vào livestream của mình để chửi lộn, chửi toàn những từ không tốt. Xin mấy bạn luôn đó, mình cần thi rồi. Tại đây, người đẹp cũng bày tỏ thêm, mình đang đi thi, mình đang đại diện cho một quốc gia. Dù sao trách nhiệm mình rất là cao, nên mình phải lắng nghe ý kiến của mọi người. Mong là mọi người góp ý cho Duyên rất là chân tình. Những điều gì mọi người góp ý, Duyên rất là lắng nghe. Duyên cũng sẽ cố gắng hết sức có thể để mà Duyên ngày một tốt hơn, để cho mọi người tự hào về mình. Nhưng mà mình đang đi thi và mình cũng đang đại diện một quốc gia. Và mình biết trách nhiệm của mình rất là cao, nên là dù sao mình cũng phải lắng nghe ý kiến của mọi người. Nên là mong là mọi người góp ý cho Duyên một cách rất là chân thật. Từ ngày đầu nhập cuộc, Kim Duyên bất ngờ nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng trong nước bởi sự nỗ lực của mình. Sự cố Doraemon trong phần thi Supercharge của người đẹp càng khiến cô gây tranh cãi trên mạng xã hội. Dù lên tiếng giải thích, song Kim Duyên cũng bị cà khịa về câu chuyện này. Dù vậy, cộng đồng fan sắc đẹp trong nước phải công nhận Kim Duyên đang thể hiện tốt vai trò của mình khi là đại diện nhan sắc quốc gia. Ở những vòng thi thuộc khuôn khổ Miss Supranational 2022, cô đều hoàn thành xuất sắc và để lại ấn tượng với giới bộ điều quốc tế. Thật sự mà nói là cái nặng nhất của Duyên nó chính là trang phục dân tộc. Trang phục dân tộc của Duyên phải hơn 30kg. Điều Duyên rất là biết ơn Sam Ca luôn. Là Sam Ca làm cho Duyên cái đế dày như thế này nè mọi người. Khi mà lên sân khấu vì cái sàn nó trơn nên cái này giúp rất nhiều, thề luôn. Hiện tại đại diện Việt Nam được nhiều chuyên gia sắc đẹp dự đoán sẽ trở thành tân hoa hậu siêu quốc gia. Đối với người nổi tiếng, việc nhận những góp ý trái chiều từ công chúng không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, cách công kích người khác bằng những lời nói kém duyên là điều đáng lên án và loại bỏ. Ở trường hợp của Kim Duyên, thay vì soi mói những điều không tốt, người hâm mộ nước nhà nên ủng hộ tinh thần cho người đẹp. Sự yêu thương của khán giả trong nước chính là động lực để nàng hậu hoàn thành hành trình chinh phục vương miện tiếp theo của mình. Sau khi hoàn thành phần thi bán kết, người đẹp nhận về nhiều lời khen có cánh cho độ tỏa sáng. Trong hai phần thi trang phục áo tấm và dạ hội, mỹ nhân 9X chiêu đãi người xem vẻ đẹp sắc sảo, thần thái cuốn hút và những bước catwalk uyển chuyển. Cô còn nhiều lần được cameraman ưu ái quay full body phần thi. Chứ không như các thí sinh khác, đây hẳn là tín hiệu vũ trụ gửi đến đại diện Việt Nam. Đã là đại diện nhan sắc quốc gia, Kim Duyên vẫn luôn cố gắng để mang đến hình ảnh đẹp nhất, tự hào nhất cho đất nước của mình. Bạn nhận xét như thế nào về chủ đề này? Hãy chia sẻ cùng với Danh nha! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!